Xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với trường Goku Reviewer. Hôm nay thì mình sẽ là Tutu app chắc hẳn là một cái app mà các bạn đã rất quen thuộc nếu các bạn sử dụng iOS mà thích vào vạch. Thì hôm nay mình sẽ đem đến cho các bạn một cái phần mềm Tutu app VIP bản VIP ấy, mà không cần phải jailbreak máy. Ok. Vì phiên bản VIP này có thể cài cả iPhone nhé. Rồi trước tiên là các bạn sẽ xem intro cho mình trước nhé. Để đầu tiên các bạn sẽ vào phần cài đặt. Các bạn vào Wi-Fi. Các bạn sẽ bấm vào dấu thông tin ở bên cạnh Wi-Fi này. Rồi các bạn sẽ chuyển DNS thành 8.8.8.8.4.4 nhé. Rồi sau khi các bạn chuyển sang, các bạn sẽ vào Safari cho mình. Các bạn sẽ vào một cái trang là iosemulatorsport.com. Mình sẽ để mình sẽ để cái link này ở phần mô tả ở phần cuối của video. Rồi sau khi load trang xong, các bạn sẽ gạt xuống, bấm vào install, đợi nó chuyển sang một cái tab mới. Và load xong, các bạn sẽ hiện ra một cái thông báo như này. Các bạn sẽ bấm mở. Rồi giờ sẽ chuyển lại trang cũ và các bạn chờ một chút, sẽ hiện ra một cái bảng cài đặt tutuapp.com muốn cài đặt. Một đống chữ Trung Quốc mình chảy vào cái khỉ gió gì. Các bạn bấm vào cài đặt cho mình nhé. Các bạn lại chờ một thêm một chút nữa. Các bạn đừng thoát khỏi Safari vội. Rồi ok. Phần mềm Tutu App ở đang tải ở dưới này đây. Mình sẽ cắt cái đoạn này đi để cho không mất thời gian nhé. Ok, như vậy các bạn đã có thể cài được Tutu App phiên bản VIP mà không cần phải jailbreak máy. Còn việc cài đặt phần mềm bên trong mình đảm bảo 100% là sẽ thành công nhé. Nếu ai không thành công có thể ebook lên đường link Facebook mình để bên dưới phần mô tả của video. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại trong video lần sau. Bye bye, nhớ bấm subscribe kênh để nhận video mới nhất nhé.